Dạ vâng, rồi nãy giờ cháu xin lỗi bác, nãy giờ nó hơi luồn thuộn, nó hơi ấy, thì mình đúng ra là 2 giờ có thể bắt đầu. Nhưng mà bây giờ là 2 giờ 10. Nay là ngày mùng 3 tháng 6 thứ 7. Dạ, cháu mời bác có lời chào khán giả để bắt đầu chương trình ạ. Vâng, thưa anh, ngày hôm nay tôi cũng đi ra bốn xa, nó đúng là cái lễ chào cờ đầu tháng Ồ, 6. à. Mỗi cái cộng đồng ở đây đó thì người ta tổ chức mỗi tháng một lần, Dạ. cái tuần lễ đầu tiên của mỗi tháng. Thì Dạ. ngày hôm nay là đúng là cái ngày mà cái chào cờ đầu tiên của cái cộng đồng hàng ngoại, Ồ, và ngày 3 tháng 6 và rồi đó. dạ. Thì cũng cũng có nhiều đầy đủ cả quan Dạ. khách bá quan rồi cả, thế nhưng mà tôi thì tôi thấy rằng thì là cố gắng lắm, Dạ. giới thiệu hết những người này người kia cái gì đó, thì tôi thấy cũng cũng được mấy chục người. Ồ. Chào cờ ở tượng đài hay là ở tượng Đức Vâng, Thánh Trần ạ? Đức Thánh Trần đó, Ồ, dạ. ở dưới chân cái Đức Dạ. Thánh Trần đó. vâng Dạ. vâng thành ra thấy nó có, rồi thì là cũng cái ban tổ chức cũng cũng ngần đấy khuôn mặt, cũng cũng mời lên, rồi thì là có những ai mà thiếu sót thì cho chúng tôi biết để chúng tôi cập nhật. Dạ. Nhưng mà cho tới giờ phút chót thì tôi thấy là nó cũng không, nó cũng như vậy thôi. Dạ. Và cái buổi chào cờ đó là trên nguyên tắc là 10 giờ sáng Ồ, đầu dạ. tháng, Dạ. thì tới 10 giờ rưỡi thì mới bắt đầu. Ồ, Thì dạ. cũng là có những cái bản nhạc, thì là chào cờ rồi mặc niệm, rồi những người bỏ mình trên biển rồi, rồi thì các quý vị cũng làm đầy đủ các cái lễ bộ. Thế nhưng mà tôi như ban nãy tôi nói, nó cũng không được được mấy chục người, không ạ, dưới 100 người. Và tôi nghĩ rằng thì là đây nó là một trong những các cái, không biết là tôi có nhiều nhìn bi quan không, Ồ, dạ. nhưng mà tôi thấy rằng thì là đây là cái chào cờ làm cho mình nhớ tới những ngày 30 tháng 4 năm 75. Thì cái cuộc chiến mà của Việt Nam Cộng Hòa đó thì là nó dã đám, thế thì có nhiều người cứ cứ nói chuyện rằng thì là Mỹ nó bỏ ta rồi các thứ gì đó, Dạ. rồi còn có những người nói chuyện rằng thì là người Mỹ đã phản bội chúng ta. Dạ. Nó làm cho tôi nhớ lại cái ông Nguyễn Cần, cái ông Tú Gàn đó. Dạ. Đời xưa ông là cái cây viết chính của cái bà của tờ Sài Gòn Nhỏ của bà Hoàng Diệc Thảo. Thì ông ấy nói một cái câu mà tôi thấy rằng thì là nó cũng hết sức là tóm lược cái vấn đề, là ông nói rằng thì là cái cộng đồng này nó lại là một cái, nó lèo tèo, nó giống như nó di tản ra nước Mỹ đi qua bên, mà tập trung thì là ở Little Sài Gòn là thủ đô của Dạ. tị nạn cộng sản đó. Nhưng mà ông ấy nói chuyện rằng thì là cái tác phong của nó, cái tư cách của nó, Dạ. cái trình độ của nó là dân quân xã ấp bôn xa, Dạ. và rồi thì nó sẽ dẫn tới chống Mỹ cứu nước, và Dạ. nó oán nước Mỹ. Thì tôi thấy rằng thì là ông Nguyễn Cần đó, ông ấy có một cái nhìn mà tôi cũng mạn phép tôi nhắc lại. Thế nhưng mà rồi thì là cái bà Hoàng Diệc Thảo đó, thì cái hồi đó ông Nguyễn Cần là một trong những cái cây viết chính của cái bà Hoàng Diệc Thảo của báo Sài Gòn Nhỏ đó. Hồi đó là cái tờ báo lên lắm, coi như rằng thì là nó mỗi chủ nhật coi như là cái số báo của nó dày cộm lên trên dưới, cao hơn, thì Dạ. mình thấy rằng thì là
Thế nhưng mà nó có một cái vấn đề là ông đây nó nói chuyện cái vai trò của người đàn bà là cái bà Hoàng Diệp Thảo đó thì bà ấy vẫn trả tiền nhuận bút cho cái ông Tú Gàn thế nhưng mà ông Tú Gàn thì ông mới thấy rằng thì lại sao lại không đăng bài không ạ mà vẫn cứ trả tiền thì ông ấy mới hỏi thì nói chuyện rằng thì là tôi có cho mấy mấy đứa nhỏ trong đài nó chấm cái bài của ông nó sỉ nhục như vậy chấm cái bài của ông và nó thấy rằng thì là nó không đăng thế nhưng mà tôi vẫn trả tiền cho ông thành ra ông Tú Gàn đó thì ông ấy thấy rằng thì là một cái chuyện mà sỉ nhục mình quá thì mình cũng không nhận tiền nữa không nhận tiền đấy mới là cái mà nhìn thấy cái vấn đề là cái người đàn bà nhiều khi nó bỏ chồng nhiều khi nó hãnh tiến nó đi tới một cái giai đoạn này giai đoạn kia đó nó làm nhục cả một cái người mà đã cộng tác với nó tôi nhớ là thì là sau đó thì là bà ấy thì là cũng chả biết là bà ấy dùng một cái ông cũng coi như là một cái ông trung tá thiếu tá gì đó coi như là cũng là có vấn đề tây học tây hiếc gì đó thì cũng mang những các cái giai đoạn lịch sử của nước Pháp trong những các cái thời mà nhố nhăng trong cái thời gì đó của Louis 16 hay là của gì đó thì là đấy là đại khái thưa anh thành ra tôi cho rằng thì là sau đó thì ông Tú Gàn thì ông ấy không nhận tiền nữa và ông ấy có một cái chương trình ông ấy gọi là một cái chương trình gọi là một cái chương trình một cái chương trình mà ông ấy nói cả một cái chương trình của ông ấy để mà đi ra ngoài đó thì ông ấy cái chương trình của ông ấy là một cái chương trình chẳng thì là sau này là cháu thấy có chú Nguyễn Cần có làm chương trình trên radio rồi có cộng tác với SCT với Đoàn Trọng nữa mà Phong ạ. Vâng, đó thì ông ấy cũng nhảy ra mấy cái nơi đó nhưng mà mình nói chuyện thì là ông ấy là cái cây viết chính của cái đài của cái tờ báo Sài Gòn nhỏ đó. Dạ đúng rồi. Mà tức là một trong những người mà ngoài cụ Trần Tế Xương với Duyên Anh là Nguyễn Cần cũng là một trong những người mà cháu nghĩ là cũng có ảnh hưởng đến cháu rất nhiều. Tại vì cái thời cháu khoảng cháu 20-30 là cháu đọc hầu hết tất cả những cái bài viết bình bút của ông là cháu có đều có đọc hết hàng tuần. Vâng, thưa anh thành ra tôi nghĩ rằng thì là Hải Đào cũng có những các cái rung động của cái giai đoạn lịch sử đó mà mình ông này có những các cái câu mà ông Tú Gàn đó thì là ông ấy có một cái chương trình về sau này ông có một cái chương trình là coi như là thì là độc thoại hay là một mình cái nó giống như là kiếp sau xin chớ làm người làm cây không đứng giữa trời mà gieo thành ra đây mới là cái vấn đề mà tự mình suy nghĩ về cái một cái vai trò mà cũng nổi bật nhất ở trong cái cộng đồng hải ngoại mà tới giai đoạn chót đó thì gần như là bị ruồng rẫy bị đánh giá thấp và thành ra đó là khi mà bà Hoàng Diệp Thảo bà ấy vẫn trả tiền mà rồi thì là ông ấy thấy rằng tại sao mà lại không đăng bài của ông ấy? Thì bà ấy nói rằng tôi cho mấy em nó chấm và nó không đăng bài của ông thành ra đấy mới là cái đáo đề hay là cái nặc nô của cái người đàn bà khi mà nó sỉ nhục người ta
thì nó sỉ nhục, là nó không còn tình nghĩa gì cả, thưa anh. Dạ vâng thưa bác, thành ra bởi vậy cháu mới không biết là cái đó là chỉ có cái cảm nhận, cái suy nghĩ của những người như bác, như chú, như Bình Bút Nguyễn Cần, hay là kể cả cháu, tức là cháu có kể với bác phải không ạ? Hồi xưa cháu cũng trải qua một cái trường hợp như vậy với anh bạn học UCI của cháu là Bruce Trần. Thì ảnh cũng vô tình, thời đó cháu dịch một cái bài tin, cháu lấy một cái tin trên ấy đó, rồi của Việt Nam, thì cháu cũng tóm tắt, cháu dịch lại, cháu viết lại thôi. Nhưng mà trong đó cháu giữ nguyên cái từ của họ, là họ viết là cái từ là thành phố Hồ Chí Minh, là cái địa danh. Mà cái lúc đó là bác biết là cháu làm cái vai trò giám đốc về tin tức, đó là News Director cho VHN. Thì cái đài còn chưa phát sóng nữa. Trong thời gian chuẩn bị thôi, thì cháu thực hiện chương trình, thì cháu một ngày cháu viết mấy chục ngàn, cháu dịch ra mấy chục ngàn chữ. Dịch mà mình viết sẵn, mình bỏ lên prompter, nó chạy trên máy để có người xứ ngôn viên người ta đọc đó bác. Đó, thành ra lúc mà cháu viết như vậy thì cháu vẫn dùng cái chữ thành phố Hồ Chí Minh, tức là cái giai đoạn đó có lẽ là khoảng 2007. Thì bác biết rồi, cái thời đó thì Bruce mới kêu cháu vô, thì có mặt cái anh chàng mà về kỹ thuật, con của Tùng Giang đó, direct gì đó. Thì Bruce mới nói cháu, ê sao ông ấy, ông nhớ nha, Bruce direct nói tôi mới phải sửa lại, tôi direct phải sửa lại chứ ông đừng dùng vậy. Là cháu chỉ mặt cháu chửi lên. Dạ, cháu nói là mày, tại vì bạn học với nhau mà, tức là nói bằng tiếng Anh chứ không phải tiếng Việt, nhưng mà dịch ra mày không làm vậy được, mày muốn gì mày nói chuyện với tao. Chứ mày sao mà tự nhiên nói anh chuyên viên kỹ thuật đi sửa lại cái bài của tao, bây giờ mày mới thông báo cho tao biết. Không có, tao không có chấp nhận cái chuyện đó. Thì hắn cũng, tại vì không có ghế, cháu đang ngồi cái ghế thấp, thì hắn cũng ngồi bệt xuống, quỳ xuống dưới chân, hắn để tay lên đùi cháu nói come on Khải này kia. Thì lúc đó có luật sư Dina Nguyễn đứng ở ngoài mà. Thì lúc đó cháu cũng không có nghe, cháu bỏ vậy chứ bỏ đi thôi, cháu nói mày không làm vậy được. Cái nguyên tắc đúng không bác? Vâng, thằng cha mình mới thấy rằng là cái giai đoạn đầu ngay cái chữ mà thành phố Hồ Chí Minh nó cũng mang tính cách nó kỳ thị, nó coi như là một cái lỗi lầm lớn. Nhưng mà mình tự tin đúng không ạ? Ý cháu nói là thứ nhất, nếu mà nói về nguyên tắc, mày cứ việc nói chuyện với tao, tao với mày ngồi bàn với nhau, tao sẽ giải thích cho mày biết tại sao tao làm như vậy. Đúng không ạ? Tại vì mày đã chấp nhận cho tao làm News Director thì tao phải làm cái người định hướng trong cái news. Tao phải có cái chủ trương đường lối của tao chứ. Còn nếu mà mày muốn mày ngồi nói chuyện với tao, cuối cùng mày vẫn có quyền overrule. Đúng không ạ? Mày vẫn có quyền là ok Khải, I understand. Tao hiểu cái mày muốn làm như vậy. Nhưng mà mày phải hiểu là cái đài này đúng không? Nó là làm trong cộng đồng Việt Nam, rồi rất nhiều nhân viên, rất nhiều người quảng cáo thân chủ, người ta không chấp nhận như vậy. Thì thôi, thì cháu sẵn sàng, đúng không? Tại vì ảnh là coi như operation nó là CEO, ảnh là gọi là cái gì âu á, operation manager, còn anh Quốc Thái là CEO, phải không? Tức là anh Quốc Thái thì viết check, trả tiền cho cháu, thì giới thiệu cho cháu, nói để giới thiệu cho Khải Bruce Trần, thì gặp nhau nó mới nhận, ê, bạn học hồi xưa UCI, phải không? Rồi nó đi đâu nó cũng giới thiệu cháu là bạn học của tôi tùm lum. Thì cháu đương nhiên có cái sự tôn trọng, nhưng mà ý cháu nói là nó có quyền về tinh thần, nó là operation manager, giám đốc điều hành hoặc là giám đốc chương trình, đúng không ạ? Thì hắn có quyền, hắn nói ok Khải, nhưng mà cái chủ trương đài là không có dùng cái chữ thành phố Hồ Chí Minh được, từ giờ trở đi là bạn nhớ bạn đừng có dùng từ đó. Thì cháu sẵn sàng, cháu phải chấp nhận, đúng không ạ? Nhưng mà ý cháu nói là cái nguyên tắc là mày không có chơi cái trò mày đứng bên trên đầu mày sai một người nhân viên khác, đúng không ạ? Ở một cái khâu khác, cho dù anh kia ảnh là giám đốc về kỹ thuật đi, đúng không ạ? Nhưng mà mày không có thể leo lên đầu tao, mày nói tao sửa rồi, bây giờ tao thông báo cho mày biết, thì cháu không chấp nhận. Thành ra cái đấy, riêng mà cái chữ Hồ Chí Minh, cái thành phố Hồ Chí Minh mà nó cũng gây ra những các cái dị ứng như vậy. Nhưng mà thưa bác, có phải bây giờ tất cả đều dùng như vậy không? Vâng. Tại vì cái đó là cái địa danh. Chừng nào tôi vinh danh Hồ Chí Minh thì tôi mới sợ, đúng không ạ? Còn bây giờ cái đó là cái, bây giờ nó là cái danh xưng, anh muốn thì anh chiếm lại đi, anh đặt tên lại đi. Còn không bây giờ nó là cái, với thứ hai mình viết, mình lấy bài, lấy cái nguồn của người ta, cái bài nguyên thủy, cái bài gốc, đúng không ạ? Là nó dùng từ như vậy, anh không có quyền ăn cắp bài người ta mà anh chỉnh sửa cái bài của người ta.
bác hiểu cho nó à. Còn cái chuyện anh có quyền anh giải thích cho khán thính giả biết đúng không ạ? Tại vì đây là cái địa danh và đây là cái bài viết nó gọi là cái mình trích dẫn á. Chứ chúng tôi không có chấp nhận cái danh xưng Hồ Chí Minh, thành phố Hồ Chí Minh. Đối với chúng tôi Sài Gòn vẫn là Sài Gòn. Mày có quyền mày lên mày giải thích. Đó là cái cơ hội để cho mày giải thích. Ý cho nó là mày đọc tin xong. Đúng không ạ? Cái người sướng luôn viên người ta đọc tin xong thì cái người ngồi bên cạnh chặn lại liền. Đó là cái cách làm việc keo rồi tinh vi hơn. Đúng không ạ? Thì cái người này người ta đọc xong thì cái người ngồi bên cạnh sẽ nói là kính thưa quý vị, có lẽ vừa rồi cái vị này đúng không ạ, có đọc qua cái bản tin và trong đó có nêu cái danh xưng Hồ Chí Minh, thành phố Hồ Chí Minh. Thì chúng tôi thành thật cáo lỗi nếu mà có làm phật lòng một số quý khán thính giả. Điều thứ nhất, chúng tôi không bao giờ chấp nhận cái danh xưng đó. Đối với chúng tôi, Sài Gòn vẫn là Sài Gòn. Đúng không ạ? Và chúng tôi thành thật cáo lỗi, nhưng mà vì cái là đây là một cái bản tin và đây là một cái địa danh, thành ra là chúng tôi chỉ đọc với tính cách như vậy thôi. Bằng chứng là bây giờ bác thấy là mọi người đã xài rồi, có vấn đề gì đâu. Vâng, mua vé máy bay về Việt Nam đều là đi tới thành phố Hồ Chí Minh, vân vân. Thành ra mình có thấy rằng thì là cái dị ứng nó vô lối. Và nó mới là cái mà tôi vẫn cho rằng thì là bọn này là cái bọn mà buôn hận thù, bán hàng giả. Bán hàng giả, bây giờ này cho phép tôi để tôi giải thích. Bán hàng giả tức là bọn này là bọn Defo Moyoners. Tức Moyoners tức là tiền đó. Cái bọn này là tiêu bạc giả, không ạ? Nó lấy cái đó nó chụp mũ người ta. Thế nó làm cho tôi nhớ lại cái giai đoạn cũng giống như là những cái tờ báo lớn. Cái hồi đó tờ báo của bà Hoàng Diệp Thảo có thiết thì nhất là của hai cái vợ chồng mà cái ông hai cái vợ chồng mà cái ông nhà giáo gì đó thì ông ấy lập một cái danh sách Nhã Ca, Trần Dạ Từ, Nhã không, Ca vợ chồng của hai cái vợ chồng mà của nhà giáo đó ông ấy hùng sử Việt thì tôi thấy thì là ông ấy làm một cái danh sách trước đây cái chữ này của ta bây giờ nó thế này và chúng ta đã có rồi mà tại sao bây giờ nó dùng cái tiếng mà họ gọi là lai căng. Thành ra mình mới thấy thì là nó có cái một cái dị ứng nó vô lối. Nó vô lối là bởi vì rằng thì là thưa ngôn ngữ nó phản ảnh cái thời đại, nó phản ảnh cái bức xúc của thời đại, không ạ? Chứ nó không hề theo một cái định luật. Nó là một cái dòng sông chảy. Thì người ta dùng, bây giờ tới lúc mà người ta thấy rằng thì là cái địa danh này người ta dùng bởi vì rằng thì là bây giờ nó đã nó đã thế giới nó đã dùng ngay cả những cái quý vị mà lấy vé máy bay đi về Việt Nam chăng nữa thì cũng ấy, nhưng mà nó tiếp tục một cái giai đoạn chuyển tiếp nữa là cái bọn mà nó bán hàng giả, nó làm cho tôi cho rằng thì là những cái trò đó nó làm cho cái người Việt hải ngoại đó nó mất giá trị. Nó chính nó mới là cái người mà nó làm cho cái mà tôi nói ông Nguyễn Cần đó, cái bọn này đó là cái bọn dân quân xã ấp bôn xa, phải không ạ? Bởi vậy thưa bác, bởi vậy cháu mới nói cháu có lẽ cũng ảnh hưởng cháu không biết dùng từ gì cho nó chính xác hơn hả bác, tức là bình luận gia Nguyễn Cần. Trước đó thì hồi xưa thời báo Tiền Phong mà ông Lê Chiết còn tại thế viết bài, cháu cũng đọc hàng, không biết hình như hồi đó báo Tháng hả bác, cháu cũng đọc đều đặn hết, nhưng mà ông Lê Chiết thì không có để lại nhiều cái ấn tượng cho cháu lắm, có lẽ là vì cái thời gian cháu theo dõi không có nhiều và cái thời đó nó chưa có internet đó bác. Chứ còn bác biết cái thời mà của ông Nguyễn Cần, ông mới mất vài năm đi thôi đúng không ạ, chứ còn trước đó là đã có internet. Và cháu có thưa với bác là hồi đó là cháu là chuyên môn làm diễn đàn và lúc đó chưa có video, chưa có những cái đoạn ghi âm.
Thành ra hoàn toàn là trao đổi, là trao đổi bằng chữ thôi, tức là đánh máy, chửi lộn, tranh luận cũng là đánh máy thôi. Thành ra tất cả những cái bài viết của ông Nguyễn Cần không những cháu đọc hết mà còn trên mạng cháu còn lưu trữ lại, cháu trả tiền hàng tháng rồi, mười mấy năm nay bác sĩ Michael Đào trả tiền cho cháu chứ không phải cháu trả, nhưng mà trả mấy chục năm nay rồi. Cháu là có cái website riêng, cháu lưu trữ lại hết những cái bài đó. Đúng ạ. Cháu lưu trữ lại rồi cháu cũng trích dẫn rồi cháu cũng share rồi. Thành ra những cái bài viết đó cháu nghĩ nó có ảnh hưởng đến, thành ra như bác dùng cái từ là dân quân xã ấp đó. Có nghĩa là cháu nói là không phải mình chúc giữ cho họ, mình không chúc giữ cho cái phong trào chống cộng. Nhưng mà tại vì con người mình, cháu nói là cháu giống như lỗ tai lừa đó bác, á, mình nhìn vấn đề mình không có để cái cảm tính nó lấn át, nó chi phối cái nhận định, cái quan sát, cái suy nghĩ, cái gì đó bác, tức là cái phán đoán của mình. Thì mình thấy sao mình nói như vậy thôi. Nhưng mà đối với những người này, tại vì họ là dùng cảm tính, khi mà mình đưa ra những cái nhận định nó không đúng ý họ, nó bất lợi cho họ, thì họ quay ngược lại, họ chụp mũ. Đúng rồi, họ nói là mày bưng bô cho cộng sản, mày chúc giữ cho tụi tao, mày là ăn tiền của Hoàng Kiều, là mày là phe phát bùi, mày tấn công tụi tao đồ này kia, bác hiểu chứ không? Trong khi đó cháu dạy thôi, bây giờ cháu hy vọng bà Tào Phong Tần bây giờ bà ở đây bắt đầu cũng 50 năm, bà mới biết cháu là ai, bà hiểu cháu hơn. Chứ hồi cháu mới qua bà đi theo mấy cái người này họp báo rồi bà cũng lào nhào lên bà chỉ mặt mình bà chửi, bác hiểu chứ không? Mà hồi đó cháu đã nói là quý vị chống cộng thì quý vị phải bảo vệ sự thật, phải tôn trọng sự thật và phải dùng sự thật, phải nói thật. Chứ còn quý vị dựng chuyện, quý vị bôi nhọ cộng sản thì muôn đời cộng sản nó không sụp đổ. Thì bà Tào Phong Tần bà nói bà đến để nghe cộng đồng này hướng dẫn người ta làm sao lật đổ cộng sản, chứ không phải nghe mấy cái thằng tào lao như cháu lên nói bừa, bác hiểu chứ không? Tại bà không có dùng chữ đó, nhưng mà cháu cháu nói một cách thì cháu hy vọng ngày hôm nay như bác nói, bà nhìn lại những cái người mà bà thần tượng, bà qua đây những lãnh đạo chống cộng của bà thì 10 năm nay họ làm được cái gì, và có phải những cái mà cháu nhận định nó đi đúng như những cái gì mà cháu Lê Chiết, Nguyễn Cần như bác đã nhận định hay không? Thành ra mà một cái điển hình là tất cả những các cái người mà gọi là chống cộng ở Việt Nam mới gì đó thì đi qua bên này tắt ngưu nghiếu, không còn cái tiếng nói nữa, coi như rằng thì là chính mình sa vào một cái vũng lầy, mà cái vũng lầy của bôn sa của hải ngoại, và đấy mới là cái mà nó làm cho mình suy nghĩ ở cái chỗ rằng thì là mình tự đánh giá mình thấp như là cái dân quân xã bôn sa, và mình chống cộng mấy chục năm qua đó không, thằng cộng sản nó không rụng một cái sợi lông chân nào, rõ ràng. Và cái phản ứng ngược lại là tự dưng thế giới nó nhìn mình, nó nhìn một mình một cái cách mà coi như là một trong những các cái người mà điên rồ, một trong những các cái người mà nuôi hận thù, hay quý vị hãy chỉ cho tôi rằng thì là ở ở cái đất nước mà quý vị gọi là đi tìm tự do đó, quý vị đã vượt biển vượt gì bao nhiêu thế rồi thì là tới nay quý vị đi tới nước Mỹ, thì quý vị tới giờ này quý vị hồ hởi, quý vị làm giấy khai sinh giả, quý vị làm đám cưới giả, vân vân, thì tất cả những cái điều đó nó làm cho cái cộng đồng của chúng ta xa rời cái sự thật, xa rời cái biến chuyển của dòng lịch sử của dân tộc. Tôi nhớ rằng thì là tôi nhớ rằng trước có một cái ông có một cái cũng nhà văn của Việt Nam Cộng Hòa đó, thì ông ấy không phải là như Đoàn Thêm là ghi việc mỗi ngày, nhưng mà ông ấy nói rằng thì là đây mới là một trong những các cái mà cái
cái tôi cho đây mới là một trong những các cái bức xúc mà giờ này mình phải cởi những các cái nút đó ra, những các cái nút mà do buôn hận thù bán hàng giả đó nó cột vào cái tuyên truyền của hải ngoại tới giờ này là phải tháo gỡ những các cái nút đó mà tự mình buộc vào chân mình, buộc vào những người mà chống cộng ở hải ngoại. Thì đó bác, như bác nhắc là những nhà mà được tương tự như giống như là tù nhân lương tâm, tù nhân chính trị Tạ Phong Tần á, mà đúng, được hay là bị trục xuất qua ngoại quốc á. Thì cái người gần đây nhất mà tạm gọi là đình đám không kể cái cô Phạm Thanh Nghiên này, đúng không ạ? Cái người mà trước đây vài năm á, là Việt Khang. Đó, thì có phải cái ngày Việt Khang qua là vài ngày sau cháu đã lên Phố Busa TV, bây giờ cái chương trình đó vẫn còn. Quý vị vô Phố Busa TV search thử cái Việt Khang coi góc nhìn khải đao. Có phải là cháu đã nói không? Cháu nói ngay lúc đó, cháu nói cháu nhìn thấy cái hồi chương báo tử, tại vì cháu nhìn qua cái cách quý vị qua đây đón tiếp nhau rồi tung hô nhau rồi coi như là săn tăng với nhau. Vậy là quý vị đâu có phục vụ cộng đồng, đâu có phục vụ mọi người, quý vị là rõ ràng là một cái nhóm phục vụ, đúng không ạ? Lăng xê bảo vệ rồi là đề cử rồi tung hô nhau. Thì rõ ràng bây giờ bắt nhìn từ cái lúc Việt Khang qua đây, nhìn lại những cái người chung nhóm với anh ta điếu cày rồi này kia, thì cái vai trò ảnh hưởng của họ mấy năm nay có ai nghe Việt Khang có cái hoạt động gì trong cộng đồng này không? Cháu không chút giữ cho họ, cháu đã nói rồi, cháu chỉ nhận xét, cháu đưa ra cái dự đoán của cháu thôi. Và bây giờ cháu nhắc lại để mọi người biết một lần nữa, cháu không chút giữ, cháu không có cái nhu cầu vì ghét thương binh chống mà cháu nói như vậy. Cháu chỉ phân tích và cháu nhận định. Và bây giờ quý vị thử vô xem lại những cái nhận định của Khải có đúng hay là sai. Vâng, bây giờ riêng cái câu chuyện thì kỳ là cái chương trình của ông ấy là Việt Nam tôi đâu, không ạ? Cái bài nhạc. Anh là ai? Anh là ai biết Việt Nam tôi đâu? Việt Nam nó lù lù như vậy, không ạ? Mà bây giờ nó đương lên là thành ra là đây có những cái lúc mà các ông khó nói quá, các ông ấy nói chuyện thì là một cái thằng mà nghĩa là nó độc tài, nó nghĩa là nó cai trị cả một dân tộc ở Việt Nam, nó là một cái nhà tù lớn, do đó mà các ông ấy phải đấu tranh để mà các ông ấy giải phóng dân tộc. Thế thì vừa rồi thì nó có cái buồn cười là thế thì mình mới thấy rằng thì là ví dụ như là Việt Nam nó được chọn vào cái hội đồng nhân quyền Liên Hiệp Quốc mấy gì đó, thì mình nghĩa là tự dưng mình chớ phở ra, mình bảo là tại sao mà ngoại quốc thế giới nó mù hay sao mà nó suy tôn cái thằng này, nó cho thằng này vào cái hội đồng nhân quyền thế giới. Thành ra đó, thưa anh, đây mới là cái vấn đề mà chúng cái bức xúc của ta, cái bức xúc mà tôi cái tạm gọi nó cứ mình cứ phân vân mãi ở cái chỗ rằng thì là khi ấy anh ở đâu, hoặc là bôn xa có gì lạ không em. Thưa anh, mình là cái người có mặt với cái cá nhân tôi thì nó cũng chẳng may là tôi sống lâu quá và tôi đi từ cái của một cái giai cấp, một cái gia đình thế phiệt làm báo ở Việt Nam. Ông già tôi mới gì, hay ông anh tôi đã làm hộ vệ cho Hồ Chí Minh trong cái ban trinh sát ấy chứ. Thì tôi thấy thì là ông này là ông ấy Hồ Chí Minh lúc bây giờ đó thì là chưa phải là cha già dân tộc, đây là một trong những người mà chiến đấu vì cái chống thực dân Pháp rồi sau đó là chống Mỹ cứu nước. Thế thì thành ra cái mấy cái ông buôn xa này thì cứ chốc thì là đánh cho Mỹ cút, đánh cho Ngụy nhào. Thế thì nhân đây thì tôi cho rằng thì là cái nhìn của cái nhà cầm quyền Việt Nam đó,
Nào, cái mà các quý vị gọi là dân quân xã ấp buôn xa đó, nào, nó gọi là nó chống Mỹ cứu nước, nào không ạ? Bởi vì rằng thì là cái nhiệm vụ của cái người trai thời loạn, của những các cái người mà du kích, những người mà chiến đấu cho để mà bảo vệ cái bảo vệ cái nền độc lập của ta, khi mà 1.000 năm nô lệ giặc Tàu rồi 100 năm nô lệ giặc Tây, thì mình mới thấy rằng thì là mấy cái người này mà khi mà cộng sản nó nói một cái câu, mình thấy rằng thì là nghe nó có vẻ nhà quê, không ạ, chống Mỹ cứu nước, nhưng mà nó bao hàm cái nghĩa rằng thì là đánh cho Mỹ cút, đánh cho Ngụy nhào, không ạ, hai bước, tức là nó sỉ nhục quân đội Việt Nam Cộng Hòa, khi mà Mỹ ông chủ Mỹ đi rồi thì mày chỉ là cái người mà chân đất thôi. Do đó mà bây giờ 30 tháng 4, các quý vị hôm qua đó ở tượng đài chiến sĩ Việt Mỹ đó cũng nói là cộng sản nó lừa ta, nó nói là đi học tập 7 ngày mà trong lúc ấy thì là nó đưa chúng ta đi học tập mút mùa cả 5 năm, 10 năm, có người 20 mấy năm. Thưa thì đây cũng lại là cho phép tôi có một cái suy nghĩ thế này, là cái tuyên truyền của chúng ta dạo trước thì chúng ta nói thì là cẩn thận cộng sản nó vào thì nó tắm máu, và 30 tháng 4 đó thì tôi là cái người mà bị kẹt lại, tôi trước 30 tháng 4 thì tôi có nhiều mối quá, nhưng mà tôi bị kẹt lại bởi vì thì là tôi nghe ngóng tin tức thì tôi thấy rằng thì là cộng sản nó có cái con đường này đó, con đường mà thế giới nó nhìn cộng sản đó, nó quý trọng, nó kính trọng, chứ còn thì những các cái quý vị ở đây đó mà nói chuyện rằng thì là tại sao đi qua Mỹ mà không đi qua bên Trung Cộng, tại sao mà không xin đi tị nạn ở Liên Xô mà lại cứ đâm đầu vào đi qua Mỹ. Thế thì tôi có một cái tôi cũng nói nó gọi là nó cũng hơi cưỡng cầu bạo động, thì tôi nói thì là sở dĩ tôi đi qua Mỹ đó, chúng tôi mà đi qua Mỹ đó thì có nghĩa là chúng tôi đi qua Mỹ để chúng tôi bắt đền người Mỹ đã bỏ Việt Nam Cộng Hòa. Cũng giống như là thì khi mà người Mỹ họ rút lui khỏi Việt Nam đó thì họ rút lui khỏi Việt Nam đó thì là tôi nhớ rằng thì là họ cũng rút lui, nó cũng có bài bản, tuy rằng thì là nước Mỹ nhất là cái cuộc bầu cử của Tổng thống Nixon đó, đấy là một trong những cái cuộc bầu cử gây cấn. Cái hồi đó thì là tôi thì ở trong cái phái đoàn báo chí ở bên cạnh cái hội nghị Paris về Việt Nam đó, thì nó kéo dài cả 3 năm. Thế thì tôi nhìn thấy thế giới nó nhìn thế nào, mà nhất là lúc bấy giờ thì, cái nơi mà phái đoàn báo chí với lại gì đó thì là nó nằm ở bên Paris, bên Đức Pháp, mà mình cũng biết là người Pháp thì nó cũng lại là một cái loại thực dân, nhưng mà một cái loại thực dân nó phóng khoáng, và những các cái nhà tư tưởng của Pháp đó thì nó không phải rằng thì là cái bọn mà tới cai trị ở Việt Nam. Thế thì cái khi mà nói chuyện thì là tại sao mà không xin đi tị nạn ở Liên Xô, ở Trung Cộng mà lại cứ nhào tới nước Mỹ, thì tôi ban nãy tôi nói thì là nếu mà theo các lý luận của quý vị thì tôi nói một cái câu nó cũng cưỡng cầu, và là tôi đi qua Mỹ để tôi bắt đền nước Mỹ, bây giờ nó cho tôi ăn welfare mấy gì đó,
chỉ nghĩa là tất cả những cái đồ dùng, tất cả những cái thứ gì để cho tôi không chết đói mà thôi, phải không ạ? Cái chính sách xã an ninh xã hội của nó cũng chỉ là cái cơm thừa canh cặn mà thôi. Đây mới là cái bộ mặt khác của cái thế giới tự do, thưa anh. Tôi còn nhớ rằng thì là cái giai đoạn mà chuyển tiếp ở Việt Nam đó, thì khi mà quân Mỹ nó đóng ở Việt Nam đó, thì là nó có cái trung tâm mà bán hàng đó, PX đó, Purchasing Exchange, tức là bán hàng. Thì ở trong đó tối nào cái đài truyền hình của Mỹ nó cũng dặn những các cái binh lính Mỹ ở Việt Nam đó là nên tiết kiệm, không ạ, và dùng cái đồng đô la đỏ, tức là cái đồng đô la đỏ, giữ lấy cái đồng đô la xanh, và tất cả những cái cơ quan mãi dịch của Mỹ đó thì là nó nhận đồng đô la đỏ với đồng đô la xanh nó ngang nhau, và nhiều khi nó lại còn dễ dãi hơn nữa. Thành ra đây mới là một trong những các cái mà tôi còn nhớ rằng thì là ví dụ như hồi đó là tôi nhờ mấy cái cô bán ba, mấy ông chạy taxi thì đều là chở mấy cái cô bán ba bán biết buổi tối về đó, thì có những người mà về nhà đó thì là nhờ mấy cái cô bán ba đó dưới đi vào PX của Mỹ, đi vào những cái nơi đó mua thuốc gội đầu, mua mỹ phẩm, rồi thì là mua chai xịt keo xịt chiếc, thành ra rồi kể cả mua cả những các cái máy mà Akai, những cái máy mà hồi trước cái máy mà nó có những cái cuộn băng tròn tròn thế này, lúc bây giờ là nó cũng là tối tân lắm rồi. Thế anh thành ra mình mới thấy là, và bên cạnh đó, thế vậy thì cái PX nó là thế nào? Cái PX đấy, như ban nãy tôi nói là nó khuyên người dân Mỹ, người lính Mỹ ở Việt Nam nên mua hàng của PX và nên giữ cái đồng đô la lại. Người lính Mỹ nên tiết kiệm và giữ cái đồng đô la lại. Và tất nhiên là con buôn Mỹ nó nhào vô cái PX, thành ra đó là coi như rằng thì là nếu tôi nhìn một cách đau thương, tôi cho rằng thì là đây là một trong những cái người con gái Việt Nam, những các cái cô bán ba ở Việt Nam đã nhờ những các cái lính Mỹ để mà vào PX mua, thành ra đó là tôi cho rằng thằng lính Mỹ ở Việt Nam nó chơi gái không mất tiền. Vâng ạ, đây mới là cái mà cái tội nghiệp cho cái dân tộc mình, thưa anh. Dạ vâng, rồi thì mấy bữa nay, hồi nãy bác đi dự cái buổi lễ chào cờ đó, hoặc là mấy bữa nay bác theo dõi tin tức trong cộng đồng, thì bác có những cái gì bác muốn chia sẻ? Vâng, thưa anh, ban nãy thì tôi nói chuyện này thì là nó cũng lào tào dưới mấy chục người thôi chứ chắc là 6-70 người thôi chứ cũng chưa được 100. Và nó làm cho tôi nhớ lại những các cái ngày mà tan hàng 30 tháng 4 tiếc thì tất nhiên là cũng bây giờ thì nó có cái may mắn là có những các cái phát thanh, những các cái băng, tất cả những cái bài mà hát của Việt Nam Cộng Hòa đó cả chứ, từ chào cờ rồi truy điệu rồi chiêu hồn tử sĩ rồi thì là bao chiến sĩ anh hùng rồi thì là thế này thế kia đó, người trai thời loạn vân vân, tất cả những cái tâm lý chiến đó, thì quý vị đó bây giờ thì nó quá dễ dãi để mà đi vào internet, thì tôi cho rằng thì là đây là một trong những các cái mà tôi không nói là quý vị chúng ta bị lừa, nhưng mà chúng ta phải chú ý về cái kỷ nguyên 4.0 như là ban nãy Khải Đào nói đó,
gặp những các cái người này, những các cái ông này ông kia, hay là ngay cái nơi mà chúng ta đương phát thanh này này, thì tôi thấy rằng thì là đây nó là một cái studio hết sức là tối tân, và có thể rằng thì là họ làm cái gì thì mình không biết, họ đi thâu những các cái biến chuyển của cộng đồng, họ đi thâu những đám cưới, đám ma vân vân. Thế nhưng mà một câu hỏi đối với tôi thì tôi cho rằng thì là chúng ta phải chú ý tới rằng thì là đây cái kỷ nguyên 4.0, và mỗi một blogger họ là một trong những các cái bộ trưởng bộ thông tin mà trời không có, bây giờ đó thì là ta phải hiểu rằng thì là một trong những các cái bước tiến của internet của cái thế kỷ của chúng ta đó, làm cho chúng ta những các cái tuyên truyền của chúng ta nó hết hữu hiệu và nó tô hô ra. Tôi cho rằng thì là đây mới là cái lúc mà chúng ta cần suy nghĩ lại, và chúng ta cần thích ứng với lại cái hoàn cảnh của thời đại. Chứ còn thì những các cái quý vị mà bây giờ mỗi đầu tháng mới họp nhau thứ bảy đầu tháng mới họp nhau ở cái thủ đô tị nạn này đó, ở dưới cái tượng Đức Thánh Trần đó, trên đường Bôn Sa này đó, thì ban nãy là tôi đã nói thì là nó chưa được 100 người, nó lèo tèo, và các quý vị lên cũng phát biểu này phát biểu kia, giờ thì là cũng tới trước tượng Đức Thánh Trần, rồi thì là cũng thắp nhang, rồi cũng lạy liếc các thứ gì đó. Thì tôi rồi những các cái ông mà ví dụ như là Phan Tấn Ngưu, Phan hay là những các cái quý vị gọi là trưởng thượng của Việt Nam Cộng Hòa đó, thì tới lúc mà nói chuyện là cái suy sụp chỉ còn lèo tèo chưa tới 100 quý vị mà một tháng mới có một lần, mà lại rất ma rất là may là cái thời tiết nó quá tốt, thành ra đó là quý vị không thể nào mà quý vị đổ lỗi cho thời tiết, đổ lỗi cho cái này cái kia, mà bây giờ những cái một tháng mới họp nhau một lần mà ở trong cái thủ đô tị nạn cộng sản mà nó lèo tèo ngần đấy người, thành ra rồi thì là tôi lại thấy có một cái ông mới lên ông phát biểu nghĩa là ông ấy giận cá chém thớt vào ông lên phát biểu, ông ấy nói là những các cái bọn mà nghĩa là tay sai cộng sản này thì đừng đến đây, coi như rằng thì là cái ông mà cái khẩu hiệu của hình như ông Phan Kỳ Nhân đó, tức là ông ấy cái khẩu hiệu của ông ấy là thế nào ấy nhỉ, Phan Kỳ Nhân là tức là chủ tịch Liên Ủy ban chống cộng sản và tay sai đó, Liên Ủy ban chống cộng sản và tay sai. Thì sáng hôm nay trong cái cảnh rượu dạo của cộng đồng thì ông ấy nghĩa là phẫn nộ, ông ấy nói chuyện này thì là những các cái thằng và thờ ma cộng sản nó đừng đến đây nữa, đúng không ạ? Ông ấy cho rằng thì là cái cộng đồng này mà nó mất cái chỗ đứng, chẳng qua là nó cũng lại là một trong những các cái mà các ông thấy rằng thì là cái cộng đồng này nó rệu rạo, mà ông ấy lại đổ lỗi cho là có những thằng cộng sản nằm vùng. Thế thì thưa anh, cộng sản nằm vùng hay là tay sai, thế thì có một cái vấn đề mà chúng ta đặt ra, chúng ta đặt ra đó là chúng ta cứ nói chuyện rằng thì là ác với dân, hèn với giặc, và bây giờ thì là bây giờ tất cả những cái chợ của tàu, tất cả những cái chợ ở đây đó đều là chủ tàu cả, Phúc Lộc Thọ Thiết là đều là chủ tàu cả. Vậy thì là người tàu nó đã nắm cái hầu bao của chúng ta, nó nắm cái hầu bao của chúng ta,
Tôi còn nhớ thấy mấy ông chủ tàu mà cái là đầu chọc lắc rồi nhá, mà coi như là thì là coi như là thì là mấy cái người mà trong Phúc Lộc Thọ thuê mấy cái cửa hàng nhiều khi ế quá không đủ tiền thì là tới mà xin năn nỉ ông chủ tàu thì mình mới thấy thì là tội nghiệp với người con gái Việt Nam. Nhưng mà thưa bác, trở lại cái hồi nãy mà bác có nhắc đến chú Phan Kỳ Nhơn đó, với nói đến những cái kẻ tay sai cộng sản đó, rồi bây giờ lại nói qua những người mà gọi là đại gia đi, chứ không muốn dùng từ tài phiệt hay là tư bạc đỏ gì hết, đúng không ạ? Bây giờ cứ nói là những người đại gia đi, thì cho phép cháu nói đến cái chuyện là bao nhiêu lâu nay cái đám mà đang bị tụi cháu lên án đó, mà kính thưa quý vị, là sẵn sàng tiết lộ luôn cái công cuộc trục phế Recall Nam Quan sẽ được tiến hành, và chúng tôi vẫn không bao giờ bỏ cuộc, và chúng tôi vẫn âm thầm tiến hành cái công cuộc bãi nhiệm Nam Quan. Và trước đó là có cái công cuộc bãi nhiệm do tỷ phú Hoàng Kiều hỗ trợ, đúng không ạ? Thì một lần nữa cho phép cháu lặp lại, đó là cái ước nguyện, cái mong muốn, cái quyết định của một số người, mà cháu là một trong những người mà đã đi phỏng vấn ông tiến sĩ Phạm Kim Long. Lúc đó khi cháu phỏng vấn ông, cháu mới đặt ra vấn đề là có khả thi hay không, những cái gọi là procedure, đúng không ạ? Những cái gọi là bước nào cần phải thực hiện và cần phải có những cái gì, và tại sao phải làm như vậy, và ai muốn làm những chuyện đó. Thì quý vị có thể lên search là từ 5-6 năm trước cháu đã phỏng vấn. Và sau đó cháu có về nói chuyện với ông Phát Bùi, và cháu nói là cái chuyện này theo như mà sau khi cháu tham khảo với ông Phạm Kim Long đó, thì cháu nói những người mà muốn làm chuyện đó đó thì cũng chỉ là mong muốn thôi. Còn để thực hiện á thì trừ phi có thêm hai cái yếu tố nữa, là đại gia, là ông tỷ phú Hoàng Kiều, lo về tài chính, uy tín chính trị, cũng là một cây cổ thụ, một chính trị gia, một người dân cử có cao cấp, là thượng nghị sĩ Trần Đăng Nguyễn. Thì lúc nói chuyện riêng thì cháu nói vậy với ông Phát Bùi vậy thôi. Cháu nói vậy, bây giờ những cái người như ông tiến sĩ Phạm Công Long có muốn thì cũng chỉ là muốn thôi, đúng không ạ? Không biết đằng sau ông bao nhiêu người mỗi lần ngồi lại nói chuyện với nhau là uất hận, là muốn recall là cái chuyện của quý vị. Nhưng mà để xúc tiến cái chuyện này thì trừ khi có ông Hoàng Kiều dính vô hỗ trợ về tiền bạc, có thượng nghị sĩ Trần Anh Nguyên dính vô là về vấn đề vận động, về vấn đề hỗ trợ, về nó gọi là endorse đó, đúng không ạ? Là về về uy tín đó, về mặt tinh thần đó, thì rõ ràng sau này là hai người đó có tham gia. Nhưng mà quý vị phải nhớ, đó là cái chuyện họ ủng hộ, có nghĩa là họ recognize, đúng không ạ? Họ thấy những người, cháu cũng là cái người nhập cuộc sau, tức là về mặt truyền thông, về mặt loan báo, về mặt thông báo, về mặt gọi là tham khảo góp ý rồi vận động. Rồi những người như ông Hoàng Kiều là những người họ hỗ trợ. Thành ra những cái thằng ngu, những thằng khốn nạn như là Nguyễn Quốc Lân mà đi nói là cháu là tay sai của Hoàng Kiều, nhận tiền của Hoàng Kiều để trục phế tụi nó, là những thằng khốn nạn, những thằng láo xạo, không có liêm sỉ. Bác ý cho nó ạ. Bác đồng ý hai cái nó khác nhau không? Nếu mà bác cho tiền cháu xong bác nói Khải mày đi làm cái này, thì đúng, cái đó là cháu nhận tiền của bác để cháu đi thực hiện cái chuyện cháu là tay sai của bác. Còn cái chuyện cháu đó muốn làm cái này, bác cho tiền cháu là chuyện của bác, đúng không ạ? Hai cái nó khác nhau, không thể gom chung làm một. Tại sao cháu dài dòng vậy thưa bác? Bây giờ trở lại vấn đề, nó lấy nhân làm quả đó. Cảm ơn bác, cái câu của bác Cường, quý vị nên mình gọi là nghiền ngẫm cái câu đó, lấy nhân làm quả. Thì bây giờ lấy cái bao nhiêu năm nay cho đến giờ phút này, nó vẫn, cháu mới chửi nó vào mặt là lấy nhân làm quả, khốn nạn, nhập nhằng, đánh đồng, đánh cháo khái niệm để mà nó gọi là tìm cách nó chụp mũ cho những người như Khải là tay sai Hoàng Kiều. Mà rồi từ đó bác, theo tam đoạn luận, tức là cái lối mà nó tưởng là ghê gớm lắm, nhưng mà xin lỗi, bây giờ là thế kỷ 21 rồi, cái tam đoạn luận nó là người ta dạy cái đó từ những cái thế kỷ thời xa xưa rồi. Bây giờ cần dùng cái tam đoạn luận để mà mày muốn chụp mũ là như vậy, nó nói là ông Hoàng Kiều.
là tỷ phú nhưng mà làm giàu nhờ làm ăn với tàu tàu cồng, có về Việt Nam mua đất, có nghĩa là nó từ đó nó tam đoạn luận, nó dùng cái gọi là tam đoạn luận, phương pháp tam đoạn luận để nó đi đến kết luận là ông Hoàng Kiều là làm ăn với cộng sản, rồi từ đó nó quy chụp là Hoàng Kiều là tay sai cộng sản, bác hiểu chứ không? Rồi từ đó nó lại dùng cái phương pháp nó gọi là tam đoạn luận để nó nói nếu mà Hoàng Kiều là tay sai cộng sản thì những thằng làm việc cho Hoàng Kiều, làm việc chung với Hoàng Kiều như Khải Đào cũng là tay sai cộng sản, bác hiểu chứ không? Bây giờ nha quý vị nhớ, nãy giờ Khải nói nha, tức là Khải đang nói đây là Khải dùng dĩ độc trị độc, gậy ông đập lưng ông, cháu dùng cái phương pháp luận của nó, đây là cái lối suy nghĩ, cái lối lập luận của tụi nó để Khải Khải diễn giải nha, chứ không phải đây là Khải không có ngu đến độ mà Khải Khải diễn giải ngu dốt như vậy. Nhưng mà thưa bác, bây giờ nhìn ra nha, bác mới nhắc đến ông Triệu Phát đúng không ạ? Thì ông Triệu Phát với ông Hoàng Kiều có khác nhau không? Không, bác mới nói mấy cái tư bản gốc Hoa. Ông Triệu Phát coi như có lúc không có giàu bằng ông Hoàng Kiều, bây giờ cháu không biết ai giàu hơn ai, nhưng ông Triệu Phát là tỷ phú tạm gọi là như vậy. Có về Việt Nam đầu tư không? Có đầu tư bên tàu cộng không? Có làm ăn với Việt cộng, Trung cộng không? Có chống cộng sản không? Không. Nếu vậy dùng phương pháp mà tụi nó suy diễn, nếu vậy cháu nói là dùng phương pháp của tụi nó nha, là ông Triệu Phát làm ăn với cộng sản, làm ăn với tàu cộng, ông Triệu Phát thân cộng, và cũng dùng cái phương pháp của tụi nó, thì tụi nó nếu mà tụi nó vẫn dùng đúng một cái tiêu chuẩn đó để mà lập luận đúng không ạ, thì tụi bay phải kết luận là ông Triệu Phát là bưng bô cho cộng sản, ông Triệu Phát là tay sai của cộng sản đúng không ạ? Rồi hồi xưa nó nói là vì Hoàng Kiều cho tiền tụi cháu, hỗ trợ tụi cháu, mà tụi nó lại như bác nói lấy nhân làm quả, tụi bay ngu ngu dốt hay là tụi bay khốn nạn, tụi bay vô liêm sỉ, vô đạo đức, vô lương tâm mà tụi bay dám chụp mũ ngu dốt như vậy. Tụi bay phải phân biệt được cái ông Hoàng Kiều, ông hỗ trợ, ông đóng góp tiền bạc để những người này tiếp tục thực hiện cái chuyện người ta muốn làm, mà vì người ta không có tiền, có phải vậy không ạ? Thì ông hỗ trợ về mặt tài chính, mà tụi nó quay qua tụi nó nói tụi cháu là nhận tiền của Hoàng Kiều, có nghĩa là tụi cháu là tay sai của Hoàng Kiều. Bây giờ quay trở lại tụi bay nè, có phải tụi bay là bưng bô cho ông David Dương hay không? Trở lại, ông David Dương có về Việt Nam đầu tư hay không? Nhiều hơn Hoàng Kiều. Ông Hoàng Kiều ông về Việt Nam làm ăn không thành công, ông bỏ của chạy lấy người rồi, phải không ạ? À? Ông David Dương vẫn còn làm ăn với Việt Nam, bây giờ cho là có ra tòa tranh cãi đi nữa thì cũng coi là tranh cãi để giành ăn giành phần thôi, chứ vẫn đang tiếp tục làm ăn với Việt Nam. Ông David Dương vẫn làm ăn với tàu cộng, dùng cái phương pháp lý luận của tụi nó là ông David Dương là thân cộng, tay sai cho cộng sản, là bưng bô cho cộng sản. Lặp lại một lần nữa, dùng cái phương pháp ngu dốt khốn nạn của tụi bay. Nếu vậy tụi bay lên ăn tiệc rác va ba, tụi bay chạy ra khúm núm lạy lục xin lỗi ông David Dương, ông quăng cái bằng vô mặt của tụi bay, mà tụi bay nói dạ thôi đại nhân làm ơn giữ lại đi, chúng con có quyền đưa cái bằng đó mà, không sao đâu, tụi dân đen này nó không, nó nói kệ mẹ tụi nó, đại gia giữ cái bằng đó đi. Tụi bay khúm núm bưng bô cho David Dương, tụi bay làm nô tài cho Triệu Phát, chúng con rất là cảm ơn ngài đã cho chúng con được tổ chức cái buổi này, đã ủy thác lấy giao đây việc cho chúng con làm, chúng con sẽ đóng đóng đường để mà làm bãi đậu xe cho ngài. Tụi bay bưng bô, tụi bay phục vụ Triệu Phát. Nếu vậy dùng tam đoạn luận ngu xuẩn của tụi bay là tụi bay đang bưng bô cho ông Triệu Phát, bưng bô cho ông David Dương, tụi bay là nô tài của David Dương, nô tài của Triệu Phát, nô tài của tư bản đỏ, nô tài của tài phiệt, nô tài của những người bưng bô cho cộng sản, phục vụ cộng sản. Nếu vậy chính cái tụi khốn nạn tụi bay mới là quay xe, mới là phản bội làm lanh quốc cộng, chính tụi bay bây giờ đang bưng bô cho cộng sản, đang phục vụ, xin lỗi bác, như bác nói tụi bay chưa có cửa để bưng bô cho cộng sản, tụi bay bưng bô cho những người đang làm ăn, đang bưng bô cho cộng sản, nhục nhã như vậy, cho mời bác. Anh để nói về
cái tam đàm luật nó là một cái phương pháp lý luật. Dạ vâng. Nó là một cái phương pháp lý luật, nó rất là bình thường thôi. Dạ vâng, đơn giản thôi. Nhưng mà cái vấn đề là cái bọn này khi mà để mà nói tới một việc gần đó, tức là cái ông David Dương, tức là ông ấy coi như ông ấy có một cái nơi để mà tiêu hủy các cái rác phế thải vân vân. Ông ấy có cửa hàng ở bên Việt Nam đấy, biết bởi vì rằng thì là trong hiện tại đó là người ta thấy rằng thì là chúng ta trong mấy chục năm qua chúng ta đã dùng nhiều cái bao ni lông quá, nhiều cái chai plastic này quá, và cái này nó khó tiêu hủy lắm, và đây là chúng ta tự gây cái ô nhiễm cho chúng ta, và thành ra một trong những các cái ô nhiễm của thành ra cái mà ông David Dương nó là ông ấy làm một cái việc rất là bình thường, rất là hữu ích, và tất nhiên là làm từ Việt Nam qua đến bên này. Còn thì bây giờ mà nói với ông David Dương đó, thì mình không nói chuyện rằng thì là bọn này nó bưng bô bưng biếc thì không kể. Nhưng ủa, nếu mày không bưng bô lọt hả mày, nó có nhận tiền của David Dương thì có khác gì tụi bay nói là vì tao nhận tiền của ông Hoàng Kiều, là tao là tay sai Hoàng Kiều. Nếu vậy là cháu nói là dùng cái phương pháp luận của tụi nó nha. Nếu vậy tụi bay nhận tiền của David Dương là tụi bay là con chó của David Dương à? Không, theo tôi. Ủa, nếu vậy tại sao nó dám nói cháu là tay sai của Hoàng Kiều? Không, anh đừng có nóng, bởi vì rằng thì là cái câu chuyện là đây là một cái con người kinh doanh mà làm cái việc. Cháu đang nói cháu không có nói gì ông David Dương hết. Cháu đang nói là cách lý luận của tụi nó. Vâng, thế nhưng mà nhiều khi là Khải Đào nó tự dưng mình nổi giận lên. Mọi người phải lưu ý nha, đừng có lý nhân làm quả. Cái chuyện ông David Dương cháu chưa nói đến. Cháu chưa nói là cháu bình, cháu chống, cháu phán đoán gì hết. Cháu không hề... cái này nhắc tên ông David Dương không có nghĩa là đang chỉ trích, đang lên án hay là đang đả động cái đâu. Cháu đang nói đến cái cách lý luận của tụi này. Vâng, hiểu không? Bằng chứng là nguyên một băng tụi bay, từ Trần Thái Văn cho đến Nguyễn Quốc Lân, cho đến Nam Quang, cho đến Amy Phan West, cho đến Charlie Nguyễn Mạnh Trí. Ít nhất là cái lần tranh cử vừa rồi mỗi đứa nhận 4.999 đồng của ông David Dương. Nếu vậy tụi bay là con chó của David Dương à? Cháu hỏi mà. Nếu vậy tại sao tụi bay đi đánh đồng là ông Hoàng Kiều ông cho tiền cái cuộc bãi nhiệm, là những người làm cái cuộc bãi nhiệm đó là tay sai của Hoàng Kiều? Đây nó có hai vấn đề. Đây là cái vấn đề mà cái chuyện mà ông David Dương đó, mấy cái người này tới gọi là cho bằng tưởng đẹp nó gì đó, thì một cái câu hỏi rằng thì là nếu mà quý vị thấy cái này nó có Việt Nam nó bảo trợ vân vân, thì quý vị đi về. Nếu mà tụi bay chúng cộng thật đó, nhưng mà nó đâu có chúng cộng thì nó không về thì thành ra đây kìa, thì quý vị đây là thành ra tôi cho rằng thì là bọn này nó muốn trở cờ, nó mon men để mà tuần chay nào cũng có nước mắt. Có thể rằng thì là nó sẽ đi theo David Dương, đi theo tỷ phú Hoàng Kiều. Nó bởi vì rằng thì là cái bầu cử của nước Mỹ là bởi vì rằng thì là người ta phải quyên tiền, và một cái câu hỏi đặt ra đó, thế bây giờ nếu mà cái cuộc bầu cử này mà nó cần quyên tiền và nó có những các cái chống lưng đằng sau, thì tôi cho rằng thì là cái người mà có tiền bây giờ ở trên ấy là người tàu hoặc là cộng sản tư bản đỏ. Vâng, có người nói bây giờ cái Phước Lộc Thọ, kể cả cái khu mà
Proda trên đường Erlinger với Brucos đó bác, nguyên một cái khu năm cách đây mấy năm là 50 triệu, bây giờ chắc lên cả $100 triệu rồi. Là cũng là người tư bản đỏ bên kia, tiệm vàng Ngọc Quang đường này kia, nhưng cái đó nó không phải là cái bí mật gì hết. Cả cái cộng đồng này biết. Đúng không ạ? Thành ra như hồi nãy bác nói, bác cũng nhận định và cháu sổ bài luôn. Kính thưa quý vị, Khải dám công bố, Khải không dám khẳng định 100%, nhưng mà ít nhất Khải dám công bố là cái tụi khốn nạn này nó đã chở cờ, nó đã quay xe rồi. Tại vì hồi nãy Khải đặt vấn đề với tụi nó, khi mà tụi bay dán nhãn chụp mũ cho những người nhận tiền của ông Hoàng Kiều để thực hiện cái công cuộc bãi nhiệm, thì tụi bay đã biết dán nhãn chụp mũ cho người ta là tay sai của ông Hoàng Kiều. Mà ngày hôm nay tụi bay trơ mặt ra, tụi bay nhận tiền của David Dương làm tay sai cho Triệu Phát, thì rõ ràng tụi bay chấp nhận quay xe, chấp nhận nghe chửi, và đã coi như là bị ông Phan Kỳ Nhân lên án là không oan chút nào. Tụi khốn nạn này, kính thưa quý vị, nó đã quay xe rồi, hãy khẳng định như vậy. Vâng, thưa anh, tôi cho rằng thì là nó là người sản xuất chứ. Vâng, à. Cái chuyện đó cháu lại không bàn, đúng không? Cháu chỉ nói nó đã quay xe rồi. Không, nó quay xe, nó là người sản xuất. Dạ. Tôi cho rằng thì là khi mà nó tới cái chuyện ông David Dương mà nó nhận mà bằng khen hay là cái gì đó cả, và nó nói rằng thì là nó bị lừa hay là gì đó cả, thì mày cứ đi về không ạ, thì đó là thứ bác, đó là cái câu chuyện đó cả. Thế thành ra tôi có một cái suy nghĩ và tôi không phải là một cái chuột mũ gì cả, tức là bọn này nó thấy gió đã đổi chiều, giờ này nó mon men tới những các cái người có thế lực, từ ông Hoàng Kiều cho tới David Dương, để mà có thể nó là một cái móc nâu nối được trở về Việt Nam, được cái vai trò của nó ở cái hội đồng Westminster nhỏ xíu thế này. Nó là ấp, phố ấp là chuyện ấp thôi. Vâng, thế thành ra đây mình mới thấy thì là họ mới là cái bọn mà bán hàng giả, họ mới là cái mà nó mon men, nó hòa dân tộc. Nhưng mà thưa bác, cho phép cháu lại là hơi cướp lời của bác, là hơi hơi bất kính mà nói xem cô. Không những mon men, kính thưa quý vị, qua cái giai đoạn mà ném đá dò đường rồi, tụi nó đã thử rồi thưa bác, và đã bị Khải bắt dò. Và ông Ngô Kỵ sau này cũng đã xác nhận là cái gì thưa bác? Cháu nói là phát ngôn nhân của tụi nó, cán bộ tuyên truyền gái Nhật Linh, đã công khai chửi những người như ông Phan Kỳ Nhân là cực đoan, quá khích, u mê, mù quáng. Đây là lời của Nhật Linh nha, không phải của Khải nha. Giờ này mà còn chống gì nữa? VinFast đã được chính phủ Mỹ cấp giấy phép rồi. Tụi bay còn chống đối cái gì nữa? Mù quáng, cực đoan, quá khích. Có phải vậy không ạ? Mà bà Nhật Linh không phải bà nói một lần nha. Cái mà cái clip mà cháu dẫn chứng đó bác, bây giờ phố Bosa TV đã bỏ vô cái phần mà trích đoạn ngắn rồi, một phút. Bây giờ có hơn 1 triệu view rồi. Hơn 1 triệu view rồi. Mà từ đó đến giờ cả 1 triệu người xem. Quý vị có bao giờ thấy cái đám khốn nạn dân cử mà mafia quay xe bưng bô cho tư bản đỏ này, cái đám khốn nạn này có bao giờ mà nó lên nó nói đính chính chưa? Nó nói không, bà Nhật Linh không có liên quan gì đến chúng tôi. Bà Nhật Linh bà khùng điên, bà nói gì kệ bà, chúng tôi không có ủng hộ những cái nhận định của bà. Thưa bác, bà Nhật Linh này ra hội đồng thành phố phát biểu trước mặt Charlie, Nguyễn Mạnh Chí, trước mặt Nam Quang, chửi tụi cháu, lặp lại đúng những cái lời đó. Nói là bây giờ là thế giới hòa bình, là làm ăn buôn bán, là quan hệ ngoại giao Mỹ với Hoa Kỳ tốt đẹp, hai bên giao thương rồi, tụi bay chống cái gì nữa, sao mà cực đoan quá khích như vậy. Bả ra bả phát biểu mấy lần như vậy rồi thưa bác. Tụi này cũng chưa bao giờ mà bác thấy Charlie gõ búa kêu bà Nhật Linh im đâu. Có bao giờ Charlie lên nói là không, quý vị đừng nghe bà Nhật Linh, là chúng tôi vẫn chống cộng tới cùng đâu. Bả hiểu chứ ạ? Trong khi đó những người như cháu hơi nói mà hơi, cháu chỉ lặp lại cái lời của Nam Quang thôi là nó gõ búa, nó bắt cháu im liền. Chứng tỏ là nó có ngồi đó, nó cầm búa mà, ai mà nói không đúng ý nó gõ mà, nó cấm mà, nó bịt miệng người ta mà. Nếu vậy tại sao Nhật Linh, phát ngôn nhân của cái đám khốn nạn này, đã nhiều lần lên nói không được chống VinFast nữa,
không được chống Việt Nam nữa, không được quyền chống Việt Nam Airlines. Mà tụi nó không hề chống đối thưa bác, tụi nó không hề đứng ra nói là ờ nói như vậy là sai cái chuyện. Còn thằng Trương Quốc Huy trả lời Phobosa TV còn nói mà. Tôi chửi là chửi nhưng mà tiền là tiền, cứ mang tiền qua là tôi nhận. Thì rõ ràng nó không còn ném đá dò đường nữa thưa bác. Đã có người ném đá giùm nó rồi. Bây giờ nó cứ chờ mặt nó ra, quý vị thử nhớ những gì Khải nói hôm nay. Cái đám khốn nạn này từ cái lúc trao bằng ra cái nghị quyết vinh danh Ngô Thanh Vân mà bị cộng đồng phản đối mà tụi nó không thu hồi lại, là chứng tỏ tụi nó đã, như bác Cường nói, gió đã đổi chiều, tụi nó đã quay xe rồi, kính thưa quý vị. Vâng, theo tôi thì đấy là cái nhẽ sống của chúng nó. Mà cho chị muốn là tụi nó ra thú nhận chức bình minh, vậy thôi. Theo tôi thì tại vì rằng trong cái bầu không khí này đó thì nó phải bịp, nó phải bịp. Chứ bây giờ mà rõ ràng là nó ngay từ cái vụ Ngô Thanh Vân và tự dưng nó vinh danh cái bà Ngô Thanh Vân này, một cái người mà chống cái chuyện mà độc tài hay là cái chuyện gì đó, không bác, cái phim đó là phim Hai Phượng, nó lấy cái bối cảnh là người mẹ đi tìm lại đứa con bị bắt cóc, rồi nó vinh danh, nó kêu bà này dám nêu ra cái gọi là cái bất cập trong xã hội, nhưng mà rõ ràng cái phim đó là vinh danh bộ công an, nó ca tụng những chiến sĩ công an. Vâng, đúng, thành ra các mình mới thấy rằng thì là cái bọn này đúng rồi, nó vinh danh cái phim đó đó, là nó được phép của nhà cầm quyền Việt Nam. Tôi thấy thì là được bộ công an chỉ đạo thực hiện từ khâu mà kịch bản cho đến khâu quay phim. Không, theo tôi thì không, cô Ngô Thanh Vân cũng nói trả lời trên báo mà, cô cảm ơn mà. Không, cho phép là chuyện khác chứ không không có chỉ đạo. Không bắt cô Ngô Thanh Vân có nói cô cảm ơn là cục quản lý phim ảnh và kể cả bộ công an đã hỗ trợ cố từ khâu kịch bản cho đến quay phim mà hỗ trợ chứ không phải là thì rõ ràng người ta làm phim mà, nhưng mà hỗ trợ như vậy có nghĩa là gì? Có nghĩa là cái nào mà làm đúng ý tôi thì ok, còn không đúng ý ta thì tụi bay phải viết lại. Mà cái phim đó rõ ràng nó đánh bóng, nó tô vẽ một hình ảnh công an cộng sản Việt Nam rất là cao thượng, rất là anh hùng, rất là nhân bản, thưa bác. Vâng, thì theo tôi thì đây là nó là một sự thật, và chính cô này mới là một trong những các cái người mà tiên phong không còn phải là một lần nữa cháu đá. Không cãi với bác tại vì cái đó không phải là cái chủ đề hôm nay, đúng không ạ? Nhưng rõ ràng cháu chỉ nói là bỏ qua cái phần là cái đó là sự thật hay không, nhưng nếu mà cái phim Hai Phượng vẽ lên một cái hình ảnh những chiến sĩ công an Việt Nam, tức là cộng sản Việt Nam, anh hùng nhân bản, độ lượng cao thượng, thì tụi bay vinh danh Hai Phượng là có nghĩa là tụi bay như bác Cường nói đồng ý với cái hình ảnh đó à, mà tụi bay kêu là tụi bay là chống cộng. Vâng, thì Khải Đào đòi, Khải Đào mà đòi nó thú nhận thì đó bác, Bình Minh thì cháu không đòi, cháu lật mặt tụi nó để cho mọi người thấy được vấn đề. Bây giờ kính thưa quý vị, bây giờ đã là 5 năm rồi đúng không ạ? Bây giờ hồi xưa nó chống chế cái thằng, những thằng như là Nguyễn Quốc Lân lên, nó tụi khốn nạn này nó là tay sai Hoàng Kiều, nó chụp mũ chúng tôi, nó bôi nhọ chúng tôi, cô Ngô Thanh Vân là giống như chúng ta, là thuyền nhân, là tị nạn cộng sản, là Việt Kiều Na Uy. Từ ngày mà xảy ra cái chuyện mà gây tranh luận đúng không ạ, từ ngày mà Khải lên án tụi nó đến bây giờ, quý vị nhìn lại cô Ngô Thanh Vân cổ sống ở đâu, cổ làm những cái gì, cổ có bao giờ cổ mở miệng cổ lên án nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam một lời nào không? Cổ có bao giờ cổ về Na Uy cổ sống không? Hay là từ đó đến giờ cổ định cư ở Việt Nam và cổ tiếp tục làm ăn ở Việt Nam và cổ là dâu của ông Nguyễn Tiến Dũng, tức là cổ cưới cái anh chàng là cái gì Hoàng ấy mà. Nguyễn, em của Chí Nguyễn, John Chí Nguyễn, mà John Chí Nguyễn là cháu là chú bác các bác, Nguyễn Tấn Dũng. Ngày đám cưới Nguyễn Tấn Dũng có dự, và cái ngày đám tang của Nguyễn Chánh Tính là có mặt của Nguyễn Tấn Dũng, nguyên Thủ tướng Cộng sản Việt Nam, gia đình Charlie, John Nguyễn, mà cái cô Ngô Thanh Vân này từng là dâu của cái gia đình đó, thưa bạn. Mà tụi bay dám bịp, tụi bay kêu là cổ là giống như chúng ta, cổ là tị nạn cộng sản, cổ là Việt Kiều Na Uy.
bố khỉ, mấy cái thằng khốn nạn điếm đàn. Theo tôi thì đây nó là một trong những các cái người mà cái tiếng nói của lương tri, cái tiếng nói của đàng hoàng trong cái giai đoạn khi mà vinh danh Ngô Thanh Vân, thì cái điều đó nói chuyện nói về cái sáng suốt của cái công an cộng sản Việt Nam, và cái thành ra cái ở trong cái hoàn cảnh của cái công an cộng sản Việt Nam đó, thì không biết bao nhiêu những thế lực ngoại quốc nó nhảy vào, nó đẩy ở đằng sau, cho nên tôi thấy rằng thì là rất nhiều người mà đối lập ở trong nước mà cộng sản Việt Nam nó chỉ bắt có một số người, bởi vì là nó nếu tôi không lầm nữa thì là tôi cho rằng thì là kể cả những người mà đối lập đó thì cộng sản Việt Nam nó đã xen vào, nó đã gài ở bên trong rồi, cũng giống như là cái ông mà về Việt Nam mang quân đội về Việt Nam mới là gì? Hoàng Cơ Minh là Trần Văn Bá. Cả Trần Văn Bá, vâng. Yeah. Thì cái điều đó chứng tỏ rằng cộng sản Việt Nam nó rất kỹ càng. Yeah. Không ạ? Nó biết là cái nào nguy hiểm, cái nào là bọn Azure, cái bọn vớ va vớ vẩn, bọn tay sai, cho nên nó không có bắt. Dạ đúng. Bởi vậy cho nên tại sao có những cái kênh bây giờ triệu view, ngàn view, trăm ngàn view mà những kênh như cháu đồ này kia không có view. Cháu chưa thèm nói, nhưng mà một ngày nào đó quý vị sẽ hiểu là không phải tự nhiên mà kênh Khải không có view. Giống như hôm qua Khải có nói một cái anh chàng là chuyên gia về kỹ thuật, họ hiểu hết, là professional, người mà chuyên môn đi dựng đài, lập những cái server, thành lập những cái kênh, những cái đài cho người ta đó. Khải nói là anh đồng ý liền, anh nói đúng, cái đó YouTube nó vô blacklist, khi mà nó đưa bạn vô blacklist là bạn không còn view. Nhưng mà Khải chấp nhận, tại vì tụi này nó rất là ngu. Tại sao Khải vẫn làm? Khải không cần chịu view, Khải vẫn phải có tiếng nói, Bác Cường vẫn đồng ý lên kênh, có tiếng nói, và những cái chương trình của Khải với những khách mời của Khải cần đến tai những người mà Khải muốn họ nghe thôi. Khải xin lỗi, nói hơi nổ đó, bây giờ ông Võ Văn Thượng không nói nữa, có thể trước đây, nhưng mà có thể bây giờ đến tai những người như là Nguyễn Phú Trường, Khải chỉ cần view là những người đó xem thôi, chứ Khải bất chấp những cái thằng trẻ trâu, những cái thằng bò đỏ, bò vàng, tào lao, xịt bột, chịu view đối với Khải không có giá trị gì hết. Và bác Cường cũng đồng ý với cháu cái đó phải không ạ? Vâng, chúng tôi không cần chịu view. Thì cái chuyện mà câu view thì nó dễ quá, làm cái câu chuyện như là đọc báo cộng sản rồi cái này cái kia, làm trò lên múa may N10 mới để gì TV thì tôi cho thì chỉ là cái thằng N10 đó, nó cũng có một cái khôn của nó, nó có cái khôn của nó. Nếu mà N10 TV đó thì nó là number 10, tức là hạng best, không ạ? Và khi mà nó được cái nút vàng đó, viết nó có cả triệu view đó, thì cái thằng đó nó lên cái cổ thành, nó làm cái lễ khánh thành ở trên cái tượng đài của cái thần Kim Quy đó, tức là cái móng của thần Kim Quy. Từ cái chữ nó là N10, nó đã tự nó coi như rằng thì là nó thú nhận rằng tôi chỉ là một cái thằng number 10. Là cái thứ hai đó, nó có cả triệu view nữa, thì nó lên cái cổ thành Quảng Trị, nó lên cái cổ thành nào đó, cái nơi mà có cái thần Kim Quy đó, tức là cái móng của thần Kim Quy đó, đã mang tới. Nhưng mà cái hôm đó là cái cô mà chuyên bắn sâm đó bác, là cô bảo trợ cho nó, cô bao vàng hết, mà ngày hôm nay khi mà nó có nanh có vuốt, có mọc nanh mọc vuốt, có view rồi đó, nó lại mở cái cửa tiệm, nó bán đúng những cái sản phẩm sâm giống như cổ mà nó mở cách
cổ có vài ba bước là thưa bác, mới bị là những cái người khác người ta đứng ra người ta tố cáo đó, người ta nói mày không những là chơi không đẹp mà như vậy, mày là cái thứ là cũng chống cộng thì phải đấu tranh chứ, tại sao mà đi là phản lại giật mối của những người từng kêu mang mình thì cho nó thì bởi vậy cháu muốn lật mặt cho mọi người thấy là những người đó tụi nó có phải là những nhà đấu tranh này không, mà để mà quý vị đặt niềm tin vào tụi nó, hay là tụi nó cũng chỉ là vì tiền thôi. Tôi sẽ cho là cái nền kinh tế thị trường thì thiếu gì cũng giống như McDonald's là về các studio về cái này cái kia đó. Nó lên tới bây giờ tôi thấy là con tôi bây giờ nó bắt đầu nó nói xấu chỗ này chỗ kia, bây giờ cái này mới là ngon, cái này mới là gì, quảng cáo giữ vào. Tôi nhớ rằng chỉ là cái bà mà cũng coi như là hồi mà tiếng nói học sinh mà gì đó là cái bà Bích Huyền đó vâng, thì cái bà Bích Huyền đó đời xưa bà ấy là bà Nga, thì bà ấy là họ hàng gì với lại cái người Lê Đình Điểu ấy biết gì đó của tờ báo người Việt đó thì bà ấy là một những người mà hồi còn là học sinh ở trường đó, thì là bà ấy cũng có tâm hồn có ấy, thì bà ấy viết bích báo báo tường thế rồi thì là qua bên này thì là may mà rơi vào cái mắt xanh hay là lọt vào cái đường lối của cái báo Người Việt với ông Lê Đình Điểu đi biết đó, thì là bà bây giờ bà ấy có theo tôi tức là bà ấy có một cái account ở cái bài VOA gì đó bà thì cái chuyện đó thì nó là một cái chuyện là nó rất là bình thường. Thế nên nếu mà mình mà coi như rằng thì là sợ hãi cái đài VOA hay là sợ hãi cái đài gì đó thì những các cái người ở đài VOA đó là tôi thấy rằng thì là nó là những người của Việt Nam Cộng Hòa đời xưa, bây giờ nó nhảy vào mấy cái tiếng nói mà còn chống cộng ở hải ngoại thì nó gọi ra thì là nó chọc bên này một chút, nó chọc bên kia một chút để mà nó có view. Và đây mới là tôi nhớ rằng chỉ là cái lúc mà tôi đi dự cái lễ thêm sức đó thì tôi ngồi bên cạnh một cái ông gì đó một cái ông mà cũng báo Người Việt đó, ông này hình như là cũng làm to lắm ông ấy bấm tôi ông bảo có nhớ tôi không xong ông ấy tuyển đây mà thành ra cái điều đó nó có nghĩa rằng thì là bây giờ những người chống cộng thực sự những người mà có cái tiếng nói như là tôi hay là như là Khải Đào đó. Bây giờ người ta nhận ra nhau không còn để mà bịp nữa một cái tình cờ hồi bên cạnh cái này thêm sức của cái thằng cháu thì mới thấy là thì là người ta nhận ra nhau. Cảm ơn bác, tiếng Anh đó là it takes one to know one, đúng không ạ? Thì bởi vậy hôm bữa Khải có xác nhận với anh Vũ Hoàng Lân. Anh Vũ Hoàng Lân nói là view của Khải ít và không phải ai nghe cái Khải nói chuyện cũng hiểu được Khải nói cái gì. Khải không phủ nhận là đương nhiên Khải cũng còn lan man lắm. Nhiều khi ngồi một mình giống như Bắc Cường nói, mình là chủ cái kênh, mình có 24 tiếng. Thành ra mình không có biết manage, không biết mà coi trọng cái giờ, cái thời gian. Mình nghĩ là mình có quá nhiều thời gian bắt đầu ngồi lan man nói lung tung. Nó không có tập trung vô cái chủ đề, mình không có đi thẳng vô vấn đề. Đúng không bác? Nhưng cho dù Khải có đi thẳng vào vấn đề, Khải với Bắc Cường nói chuyện với nhau rất là tâm đắc, nói hiểu được cái ý của nhau, nhưng mà không phải ai cũng hiểu được. Thành ra bởi vậy Khải nói là xin lỗi, mình gọi là chảnh đó bác. Cái chương trình của chúng tôi rất là chảnh chọe, gọi là selective, cái người nghe để mà cảm được, để mà hiểu được.
để mà đồng thuận, đồng tình, tâm đắc thì không có bao nhiêu đâu. Nhưng mà cái đó không quan trọng, giống như hồi nãy Khải nói rồi, cái chính là chúng tôi vẫn còn hiện hữu, Khải phải lưu giữ lại những cái clip này. Tức là không phải tiền của Khải, nhưng mà tại vì Khải muốn làm thì có người vì tội nghiệp cho Khải mà trả giữ, lưu giữ những cái kênh đó, trả tiền mấy chục năm nay rồi. Khải nói cho quý vị biết, những cái kênh Khải làm vẫn được trả tiền mấy chục năm nay để Khải lưu trữ những cái tài liệu của Khải. Thành ra giống như Bác Cường nói không ạ, Khải cũng rất là cảm ơn, trân trọng những người như Bác Cường, cũng tạo thêm cái động lực, kể cả gần đây cũng hỗ trợ tài chính nhất Khải, không có nhiều ít nhất. Nếu mà không có những cái sự hỗ trợ đó là Khải không có tiếp tục được những cái chương trình của mình, chỉ là tiền xăng, tiền nhớt rồi tiêu xài hàng ngày, ví dụ như vậy. Khải không có nhu cầu nhiều, nhưng mà chắc chắn đúng không bác, có thực mới vực được đạo. Khải đã nói là Khải không có thèm làm ăn, không có đi làm, không có kiếm tiền, không có câu view. Chứ còn nếu mà Khải để mà có tiền thì mình phải tìm cách, mình gọi là gì bác, dung hòa, compromise, để mình có view. Có view thì mới có tiền, mới trả tiền xăng, mới trả tiền nhà được. Nhưng đến lúc đó Khải sẽ đánh mất cái gọi là cái mà con người thật 100% của Khải, cái tôi. Dạ. Mà cái mà cái cụ gì nói là ngoại diện bất cầu như miếng ngọc, trung tâm thường thủ tự thiên kim. Cái thiên kim của mình, cái ngàn vàng của mình không phải là đàn bà phụ nữ, nó không phải là cái về vấn đề vật chất, đúng không bác? Nhưng mà cái thiên kim của mình là cái hướng đi của mình, cái tôn chỉ của mình, cái cách làm việc và cái mục tiêu của mình. Khải rất tự hào Khải vẫn còn duy trì được cái đó. Và phải có những người đồng điệu, những người gọi là vong niên, đúng không bác? Như bác Cường mới nói là cũng hiểu được nhau và đồng hành với nhau, và ít nhất là cũng sẵn sàng ra tay, mặc dù nói là có qua có lại, nhưng mà là cũng hỗ trợ giúp cho Khải vượt qua những cái giai đoạn mà đôi khi có thực mới vượt được đạo, kính thưa quý vị. Vâng, thưa anh, thành ra tôi cái trở lại cái lúc đầu đó, tôi cứ nói như thì là đây là cái tiếng nói của lương tri. Yeah. Cái tiếng nói và mình mình sống mà nó có một cái thời gian quá dài rồi, và một cái tiếng mà nó cứ đặt ra cho mình là khi ấy anh ở đâu. Yeah. Và không ạ, cả một cái diễn biến của lịch sử như thế này mà anh không có một cái phản ứng nào, bảo không ạ, anh cũng không ai mua anh, và bởi vì rằng những cái tiếng nói của Khải hay là tiếng nói của tôi đó chẳng hạn, thì nhiều khi là người ta, đôi khi là người ta tránh, người ta sợ vạ lây, không ạ. Nhưng mà thưa bác, một lần nữa nói như vậy nó hơi vẻ đi ra ngoài vũ trụ, có vẻ nổ thánh tướng quá, nhiều người nghe người ta không có chấp nhận được. Nhưng mà thưa bác, nếu mà nói về tâm linh, nói về hồi xưa có một cái câu là đức trọng quỷ thần kinh. Cháu không dám nói mình là đã đạt cái cảnh giới đó, nhưng ít nhất như bác nói đúng không ạ, gọi là giới giang hồ đi, cứ gọi là giới giang hồ mà lục lâm, là cháu giả dụ như cái tiệc gypsy đi, tức là nó là kỳ hoa dị thảo, kỳ nhân dị sĩ, bao nhiêu đúng không ạ, là anh hùng hào kiệt cũng như là lục lâm thảo khấu đều có hiện diện làm truyền thông, và ai cũng tự cho mình là vua một cõi, có phải vậy không ạ? Thì cháu dùng cái từ đức trọng quỷ thần kinh đây, cháu không dám nói là đức mình quá trọng mà người ta nể mình, nhưng ít nhất cháu nghĩ là cái này bác có tư cách thẩm quyền để bác xác nhận, là giống như hồi nãy mình dùng cái từ it takes one to know one, đúng không? Tức là dân giang hồ, mày đã là giang hồ rồi, đi ngang mày nhìn một cái mày đánh giá là thằng này nó dám chơi không, đúng không? Tức là nhìn có thể phán đoán được. Thì ít nhất bây giờ người ta không có kính nể mình, người ta không có ngưỡng mộ mình, nhưng mà ít nhất người ta recognize được, đúng không bác? Có nghĩa là như bác nói là cháu có thể hồi đầu thì mọi người nghe bác Cường nói là Khải Đào là chân không đến đất, cực không đến trời, thì có thể cho là bác Cường nghĩ là thằng Khải là thằng khùng, đúng không? Nhưng mà ít nhất bác Cường cũng có nói câu là tiếng nói của lương tri. Thì cái chính là cái gì? Cái chính không phải là nói đúng nói sai, là khả thi hay không, có được sự ủng hộ ngưỡng mộ của mọi người hay không, nhưng mà ít nhất biết thằng này nó nói thật, có phải vậy không ạ? Cái mà Khải muốn nói là như vậy. Thành ra quý vị phải biết là những cái thằng bị Khải chửi, cho đến những người mà đồng tình với Khải, những người có trình độ, có hiểu biết, am tường vấn đề, nắm được vấn đề, thì họ biết Khải nói thật, có phải vậy không ạ?
Thành ra cái chuyện họ có kính nể Khải hay không, họ có ủng hộ Khải hay không, họ có giúp đỡ Khải hay không là một chuyện. Nhưng mà chắc chắn những người am tường chuyện của cộng đồng, những người dấn thân, những người có hiểu biết, đúng không anh? Là họ biết Khải nói thật. Cái đó là cái vấn đề thưa bạn. Từ lúc đầu thì mình cái nó có một cái mà tôi gọi là nó bức xúc đó. Tức là khi ấy anh ở đâu? Và một cái câu hỏi mấy chục năm nay đó, Buôn Sa có gì lạ không em? Mình có mặt ở Buôn Sa này, mình theo dõi truyền thông, mình là một trong những cái người mà đã đi vào truyền thông sớm nhất ở Buôn Sa này từ hồi Việt Weekly. Dạ đó, những người như bác. Vâng, thành ra đó là cái bức xúc, cái mà người ta đặt vấn đề với mình và vấn đề tự mình đặt cho mình. Tự mình đặt cho mình là khi ấy anh ở đâu và bây giờ cái cộng đồng của mình nó mấy chục năm rồi, có thể là nếu mà gì đó là nó mấy nửa thế kỷ rồi, hơn nửa thế kỷ nữa. Thế anh thành ra tôi nhớ tới cái tờ Việt Weekly mới đầu mà khi mà họ phỏng vấn tôi về cái APEC ở ngoài Đà Nẵng đó, rồi họ nói thì là bác thấy là cái truyền thông hải ngoại nó ra làm sao. Thì tôi đặt vấn đề không phải là vấn đề gió đã đổi chiều hay là gì đó, nhưng mà tôi cho rằng thì là đây là một cái khúc quanh của lịch sử Việt Nam. Bây giờ không còn nói dối nữa, không còn bịp bợm nhau nữa, cũng giống như là cái cô bé nào đó, kẹo ngọt Bô Sa, kẹo ngọt Bô Sa, cô ấy là tới đây là cô ấy gọi là cô ấy dọn rác. Cái khuôn mặt mới, một người mới xuất hiện. Vâng, mà cái chữ của cô ấy dùng là cô ấy dọn rác. Rác rưởi. Tức là xác định tụi này là rác. Tức là những cái đối tượng mà đã từng bị cháu lên án, bác lên án, đúng không ạ? Nếu vậy nó là khúc quanh lịch sử đó bác. Cháu một ít nhất có thể cháu hơi chủ quan, nhưng mà mấy hôm nay, hôm qua bác có mặt ở đó mà cháu trả lời Phú Sa TV đó bác. Cháu nói là cháu rất mừng đây là một cái giai đoạn mới, đúng không ạ? Qua một cái trang sử mới, khi mà cái anh Ngô Đình Lượng, ảnh là được Nam Quan bổ nhiệm mà ảnh dám ra mặt, ảnh ngồi họp báo trả lời phỏng vấn với Ngô Kỷ để mà nói ra những cái sai trái bất cập, đúng không ạ? Của cái chuyện dựng cái số 1975 ở Phước Lộc Thọ. Nhưng mà cái chính thưa bác là cháu có cái cảm giác mà như là cháu nghĩ là ông Ngô Kỷ ông nói thật khi mà cách đây 1-2 hôm ông lên cái kênh truyền hình Việt Nam của ông Nguyễn Xuân Nam, ông nói là ông không thể chấp nữa. Như bác nói, mấy chục năm nay ông biết hết, ông biết cái đám khốn nạn này nó là nô tài cho tư bản, cho tài phiệt. Nhưng mà ông kể, ông không quan tâm, cứ coi như là ông nghĩ là vì tụi nó hậu duệ, vì tụi nó chống cộng thì ông coi như là mắt nhắm mắt mở, ông bỏ qua cho tụi nó, đúng không ạ? Nhưng ông Ngô Kỷ ông nói là từ giờ trở đi ông sẽ lên tiếng, ông vạch trần hết, ông sẽ làm đó tai mắt của cộng đồng để mà phanh phui những cái sai trái của tụi này. Thì cháu mới nói cháu không đố kỵ, cháu không quay ngược lại, cháu hạch hoẻ nó. Ủa mấy vị, tại sao mấy chục năm nay anh làm sao bây giờ anh quay xe, cháu không quan tâm. Giống như cô kẹo ngọt cũng vậy, cháu hoan hỷ, cháu đón nhận những người đó, đúng không ạ? Những người cùng đồng hành với mình trên con đường dọn rác này, phanh phui những cái xấu xa bất cập. Thì bác nghĩ sao về cái mà cháu mới nói là cháu nghĩ, cháu tin là ông Ngô Kỷ ông hướng thiện, ông quay xe, ông hồi đầu, ông nói từ giờ trở đi ông sẽ là làm watchdog, làm cái vai trò giám sát để phanh phui những cái sai trái của cái đám này thưa bác? Theo tôi thì tôi không hoan nghênh gì cái câu chuyện mà quay xe của Ngô Kỷ cả. Bởi vì rằng thì là Ngô Kỷ là một cái hiện tượng, tuy rằng thì là nó đã coi như rằng thì là đây là một cái vị mà anh hùng của cờ vàng ba sọc đỏ, phải không ạ? Tương xưng là lãnh tụ biểu tình đi, khoan nói là tụ chống cộng. Biểu tình rồi thì là phải có cái cờ vàng ba sọc đỏ, không có thì có đổ máu ở đây vân vân. Thế nhưng mà tôi nhìn thấy rằng thì là Ngô Kỷ
hắn ấy là một trong những người mà của quê hương cách mạng, quê hương của Phan Bội Châu, Phan Trinh, và cũng cái may trong cái cộng đồng hải ngoại này đó, thì hắn ấy lại là dùng cái cờ vàng ba sọc đỏ, và dùng cái biểu tượng mà cờ vàng ba sọc đỏ, và dùng cái hình thái của cái con người Ngô Kỷ, nó không phải là một cái người đẹp trai như là Nguyễn Quốc Lân, hay là có bằng cấp như là Nguyễn Quốc Lân, thì mày là cái gì cơ, mày xin việc tao không cho. Thế nhưng mà Ngô Kỷ là nó có cái chỉ số, nó đạt được cái chỉ số là hình thù thì nó không phải là cổ quái, nhưng mà nó tinh ma. Do đó mà tôi thấy rằng thì là nó được đi dự cái đại hội của Đảng Cộng Hòa, đại biểu cho một cái sắc dân thiểu số. Vâng, thành ra và Ngô Kỷ cũng đã có nói một cái câu rằng thì là quay xe là không quay xe gì đó, nhưng Ngô Kỷ nói thì là đây là cái game của tôi, ông ạ. Tôi muốn nói cái gì thì tôi nói. Thành ra tôi cũng chả cần phải khuyên hay là khen tặng gì cả. Ngô Kỷ thì hắn ấy cũng quá điếm đàng, nhưng mà bây giờ mà nếu quay xe chăng nữa, hay là nghe thấy chuyện mời gọi của ông Thứ trưởng Nguyễn Thanh Sơn mới gì đó, mời anh cứ về đây một lần mới để gì đó, tôi thấy nó quê lắm. Thành ra Ngô Kỷ hãy cứ đứng trên cái quan điểm mấy chục năm nay của mình. Do đó mà tôi mới chuyến trước mình có bàn với nhau, tôi nói rằng thì là nên vinh danh Ngô Kỷ là một cái tiến sĩ cờ vàng ba sọc đỏ, bởi vì rằng thì là anh ấy mấy chục năm nay anh ấy đã múa tôi thấy là đủ rồi. Con người phải biết thế nào là đủ, thì chứ còn bây giờ mà quay xe, bây giờ mà làm cái này cái kia đó, thì tôi thấy rằng thì là nó yếu quá. Thành ra Ngô Kỷ hắn ấy nói rằng thì là đây chỉ là mấy chục năm nay chỉ là cái game của tôi thôi. Và bây giờ là tôi tan chiến tranh, cái vũng lầy buôn xa này tôi về, ông Phạm Hoàng Bắc hay là gì ông ấy cho tôi một cái tức là an cư rồi, nhà ở thì không lo rồi. Vâng, nhà xịn, nhà bạc chịu chứ không phải nhà nhà cũ đâu. Vâng, và đấy là một cái phần thưởng, và Ngô Kỷ đáng cái phần thưởng đó. Chả cần phải thú nhận, chả cần phải đấm ngực rằng thì là tôi có lỗi cái liếc. Ngô Kỷ khéo khi mà nói chuyện rằng là đây là cái game của tôi, không ạ? Và tôi nhớ rằng thì là trong những các cái giai đoạn cuối đó, gần đây này thì Ngô Kỷ cứ coi như rằng thì là Ngô Kỷ nuôi một con chó, ông ấy lấy tên là con Lucky, trèo lên vai lên bếp. Thì tôi nhớ rằng thì là cái quê hương cách mạng của Phan Bội Châu, Phan Chu Trinh đó, nhất là Phan Bội Châu đó, một cái người mà nổi tiếng đó, thì ông ấy lập một cái mộ chó. Những người mà làm chính trị thì họ cũng rất buồn về cái dân tộc tính của Việt Nam, nó cũng không đẹp đẽ, nó không sang trọng gì đâu. Và do đó mà ông Phan Bội Châu ông mới lập cái mộ chó. Cái đó nó là một cái thông điệp rằng thì là quý vị, những đồng chí của tôi trong mấy chục năm qua đó, quý vị chưa chắc đã trung thành tử tế như con chó. Thưa bác, hồi nãy bác có nhắc đến là Ngô Kỷ chơi game đó, thì vài bữa trước tức là trước khi mà cháu nói là cái chuyện hôm qua, cháu hy vọng là Ngô Kỷ bắt đầu nói thật rồi, không chơi game nữa, chứ còn cách đây 3-4 hôm cháu còn đặt vấn đề mà.
cháu nói ê anh Ngô Kỷ, anh có phải đang diễn tuồng với đám này, tức là diễn sâu đó bác, tức là phải có kịch bản 2-3 lớp, tức là bây giờ anh đóng khổ nhục kế, anh giả vờ tố cáo, anh chửi bới, anh đòi dỡ cái bản số 1975, nhưng mà tự chung lại cái cứu cánh, cái kết cuộc là gì, mấy anh diễn tuồng để mà cuối cùng vài bữa nữa ông chịu phát, ông giả vờ, ông hồi đầu, ông sám hối, ông chịu thua, ông nói ok ok rồi 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 thôi bây giờ tôi chấp nhận, tôi chịu đầu hàng, là tôi sẽ dựng cột cờ, rồi dựng cột cờ vàng để vinh danh cờ vàng, là lúc đó anh bắt đầu anh quay trở lại, anh tung hô rồi anh ăn mừng, rồi coi như lúc đó là coi như thành phố bỏ tiền ra xây cái bãi đậu xe cho ông, là sẽ không ai đặt vấn đề nữa. Cũng như là cháu nói ông Châu Đỗ Vinh, tiến sĩ Lục Châu Đỗ Vinh là rất là tinh vi, rất là cao tay, khi mà lên làm chương trình với bà Trần Thanh Hiền là lên án tụi Charlie, nói là không để cho tụi này, tôi mặc dù là thương yêu họ nhưng mà tôi sẽ không bỏ qua, tôi không chấp nhận, không cho đóng đường, nếu mà vì ăn cắn với tụi này mà đóng đường vô xa, tôi sẽ biểu tình đến cùng, chết đến chết để bảo vệ. Nhưng mà thật sự quý vị đóng tuồng quái gì có cái chuyện mà đóng đường, đúng không bác? Mày lấy tư cách mày là Tề Thiên Đại Thánh mà giáng phàm cũng không đóng đường buôn xa được, chứ thằng Charlie là cái thằng quái gì mà tư cách đóng đường. Nhưng mà nó phải giống như hét giá đó bác, phải giả vờ hô giá lên, rồi cái ồ 1.000 đồng hả, thôi 50 được không, ồ tôi trả giá xuống còn có 5% mà mua đi rẻ, mẹ hàng mày hàng vứt đi mà hết cả 1.000 đô. Cái này cũng vậy, ông tiến sĩ Lục Châu Đỗ Vinh với bà Trần Thanh Hiền lên, hồi đầu thì giả vờ lên án, nói là cái đường vô xa này là huyết mạch lưu thông, là của chung không được đóng, cái chuyện đó chuyện đương nhiên, quý vị nói cái chuyện đương nhiên đúng không ạ? Nhưng cái mặt nổi là gì, ra vẻ là quý vị là khách quan, là vô tư, quý vị lên án chống lại cái chuyện săn tăng, rồi sau đó quý vị cuối cùng quý vị kết cấm, nhưng mà nếu mà ấy thì xây bãi đậu xe đi thì ok, chứ đó mới là cái quý vị đang muốn thực hiện, có phải vậy không ạ? Thành ra cháu mời bác nghĩ sao về những cái bác thưa các